Xin chào quý anh chị và các bạn nha. Thì hiện bây giờ mình đang ở tổ 43 thôn Tân Hiệp, xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức của Bà Rịa Vũng Tàu các bạn. Thì hôm nay mình tới đây ghé thăm một hoàn cảnh của gia đình. Thì nói thật sự ra hoàn cảnh của gia đình cũng rất chi là khó khăn và đáng thương các bạn. Thì trong gia đình có hai vợ chồng, có nuôi một anh, hai vợ chồng bác thì già rồi, mất rất lao động, nuôi một người con trai. Thì cũng không may anh sinh ra trong hoàn cảnh cũng nghèo khổ, thì cũng bị tật bẩm sinh từ lúc mới sinh ra các bạn. Đó, thì hoàn cảnh gia đình thì đây là cái căn nhà này là mình cũng nghe nói là khu nhà tình thương các bạn. Đó, nhà nghèo tình thương. Đó, thì xin mời quý anh chị và các bạn đi theo chân mình đi vào để tìm hiểu. Có tạo thợ cái đó. Cái ông mắt có nhìn rõ không? Con mắt ở đây thì thấy rõ, mắt ở đây không thấy rõ, mắt ở đây có mờ. Dạ. Cái bị tai nạn nó mổ sọ nữa tục luôn. Dạ. Bây giờ còn một con. Giờ còn con này. Dạ. Ông năm nay nhiêu tuổi rồi? 68. Ông 68. Giờ mình còn đi làm được không? Làm gì nữa giờ? Khi bị tai nạn giờ đâu có làm được cái gì. Dạ. Một mình bà gái đi làm hả? Ròn ở trong ròn hầu đó không biết ông bắt còn tẻ bắt con dê không rồi á. Yeah. Rồi ăn rồi bây giờ nó trong nhờ đâu đâu cái bà con ở dưới kia người đầu á, ba cao chục cái gạo rồi đó, rồi ăn theo đó. Yeah. Còn cái đồng điều thì mình ăn mua đồ ăn thì cái đồ ăn thì cũng dễ, kể mình nghèo mà mình ăn sao sao cũng được. Yeah. Nó còn nó không đến nổi dây hầu đó, bớt không đến nổi thì bớt tiêu bệnh không đến nổi. Dạ. Cũng kiếm ăn đầy đủ. Ông bị tai nạn là bị ô tô hay là xe máy? Đi làm về bắt đầu mình đi về là mình không nhậu trong gì á. Yeah. Mới vừa thì mình thấy rồi quẹo cái cua, mình gỡ cái cua cái hai thằng nó uống rượu nó đua nhau. Yeah. Đến cái cua cái mình né sát vô trong cái nó móc cái mình quay về, trở về chú lao. À. Bắt đầu cái ở dưới công an ở dưới cái ấy mình đã nói là mình đậu. À. Đó. Thì ông bị cái này là lâu chưa? Năm 2005. Hầu đó cao ngọt mình thương á. Yeah. Cái rồi bắt đầu cái rồi coi như là ổng hầu đó chưa bị coi nọn không? Cái bắt đầu ổng gì ổng sai. Dạ. Yeah. Ổng sai cái bắt đầu cái là hầu nó cho 5 triệu không có cô. 6 triệu, 6 triệu, công là cái 600.000, tiền trật tư là 5 triệu 4. Yeah. Thì nhà đứng là cái làm luôn, làm luôn như không kêu thợ. Thì như vậy là bây giờ là một mình bác gái là nuôi ông với là cậu anh. Em chào anh. Anh mới đi mua thuốc về hả? Ngồi để mất cái ghế. Dạ. Ngồi dưới này cũng được. Ngồi dưới này thôi. Bà con mình ngồi dưới này cho nó dễ nói chuyện. Yeah. Tắt cái vi dùm chú tao. Bác cho một bà con. Cái mày ơi mới gã la một cái mến ở trống. Bác là người Đà Nẵng hả? Mình vào này mà hồi lúc nào bác? Năm bao nhiêu? Năm 30. Dạ. Đây vậy như vậy là mình là ở nhà tình thương. À, cái nhà này xây lâu chưa bà? Dạ, xây năm 2001. À, anh thì hiện tại là bị chân bị teo. Anh là bẩm sinh lúc nhỏ hả? Đúng rồi. Dạ, sanh ra là cái bắt đầu nó đi không được, nó bắt đầu nó được. Hầu đó là con biết sao không? Và nó cũng cẩn nó ái được. Yeah. Nó sao nó bắt đầu liệt bị năng, nó bị gì không biết nữa, cái rồi không có ái cái bắt đầu nó bệnh nữa, nó bắt đầu nó bệnh viện. Yeah. Bệnh viện phải chạy coi nó không chạy được. Rồi lúc trước bác làm cái nghề gì? Cũng ở ngoài đó không? Yeah. Ngoài nuôi bò nuôi dê. Yeah. Hầu nó không khỏe á. Yeah. Nước cho tiền cây ghê. Yeah. Còn bào phải nhà nước cho mượn tiền. Yeah. Rồi cái bắt đầu mình nuôi cái mình bón cái mẹ con mẹ đã con tông á. Yeah. Mình bón cái mình xây hoằng mình gọi lại nhà nước. Yeah. Gọi lại nhà nước rồi mình nuôi tiếp, rồi cái mình thiếu rồi mình dai. Dai rồi cũng đã rồi nữa cái vòng bón. Cái đó là cái vốn gọi là xóa đói giảm nghèo phải không? Đó đó. Ngồi bóc lồn rồi gà cái rồi họ nói đây này bây giờ coi như giờ ngoài này mà không ái cũng cậu mà ái ra thì ngày cũng quá lao rồi nữa. Yeah. Quá lao đi. Tại vì nói nghèo là cũng đúng thôi, cho một mình cô giờ nuôi anh với nuôi ông. Rồi trong cái thời gian này thì đã còn có con gái gửi hai đứa nhỏ. Chăm nữa thì cũng khá là vất vả. Trong thời gian này rồi bác làm cái gì? Bác cái con bò, con dê. Yeah. Rồi bác đi bác đi mất tay mất đều. Yeah. Nó đừng ái. Yeah. Ngại. Yeah. Thì cũng phải làm thôi chứ chờ biết sao được, đúng không? Anh thì cái chân của mình bị teo như vậy thì cái sinh hoạt của mình thì nó khó khăn, nhưng mà cái khó khăn nhất của anh là cái gì anh? Cái khó khăn nhất của nó là bây giờ cặp chân thì đi không được, bọn không biết rồi. Yeah. Nhưng mà nó cũng muốn bây giờ là hồi nó là cái chương trình mà coi như cái ông Lâm với Dũng Tàu ấy. Yeah. Ông dạy miễn phí điện thoại ạ. Yeah. Học nghề điện thoại ạ. Cái bắt đầu học coi như bây giờ ra nghề rồi bây giờ về ngò thì phải ngồi ở ngò nó chỉ trách cho tiền đâu mở kịnh đâu. Yeah. Bây giờ mở kịnh dễ đâu. Yeah. Mà rồi đó tháo không có mặt bàn, rồi đó tháo muốn phóng thơ triệu qua triệu gì đó, rồi còn ngồi đó mà tiền đâu gọi cho con. Yeah. Rồi bắt đầu ấy, bây giờ ở nhà đối với bố rồi bắt đầu bất đảnh điều gì. Yeah. Nó không giáo dục bài lẫn điều được cạo. Yeah. Đó. Điều cái hạt điều mình cạo hạt. Đúng. Điều đó thì 1 kg được bao nhiêu tiền? 1 kg đó là họ đi về họ khớp cho mình lợn ấy. Yeah. Là có ngon 8.000 hả? 8.000 một ngày mình làm được khoảng mấy ký? Tùy thôi con, tùy điều dễ từ ái nữa. 4 kg cái dụng nào biết từ khớp tới áo ấy là được 4 kg. Rồi có điều dễ thì 4-5 kg nữa đó, không vô định lắm. Yeah. Rồi 1 tuần nó giờ 10 kg. Đó. Ít lắm. Mà có hầu rảnh được, rảnh xong nữa. Rồi giờ cái giờ nó làm thay với ta chứ. Dạ. Yeah. Giờ lấy gì ăn. Rồi thì lúc gia đình cô á có được hưởng cái chính sách gì của địa phương ở đây không? Có. Tại vì đâu hầu cái tú bạch mà cũng mua gạo đem vô cho bóp mà. Yeah. Rồi cho đâu cái đưa giấy về bớt lạnh. Yeah. Để lạnh quà hết. Yeah. Rồi phát cô như nhiều người đó cái con mua gạo cái con gạo uống á mà con cho bóp với cành cái thằng ta kêu cái chỗ uống á kêu cho lấy gạo. Yeah. Đó. Yeah. Rồi coi cho nó không có con cũng bậu đó bò con có giúp đỡ nó. Rồi nhà mình thì có bảo hiểm có. Có chỉ được ăn năn là hết rồi. Thì mà tại vì con biết làm cái bảo hiểm đó. Giờ cái đó mình xin thoát nghèo hay là tự bên tự cái trả cho. Không kêu lâu quá rồi. Dạ. Bắt đầu từ hồi nào giờ. Yeah. Mà ổng bị cái nộn nó giờ luôn đó con. Yeah. Do nó bền vững quá đó. Quá đi. Yeah. Thế bây giờ con kêu thôi bà không cũng đi. Thôi để cho vào thoát nghèo đi. Rồi cái giờ nam cái tao còn vô lại. Yeah. Chứ bây giờ mà còn để một ngày miết chứ tao chịu nổi. Yeah. Cái đó cái rồi bây giờ nam còn có hiểm không mà nghe nói vậy cho nó chung mà chỗ ăn ta cũng tập được lắm luôn. Yeah. Rồi bác trai là lúc còn mạnh khỏe là bác làm cái gì? Dạ. Đi làm hồ. Làm hồ. Dạ. Hồi rồi nuôi bóp. Yeah. Rồi nuôi thằng Hòa này đi mổ về mà đâu có đi được đâu. Yeah. Không đi được bực lắm, bóp cũng muốn đau hầu thiệt không bóp nghĩ về này để cho bóp khỏe mà bóp ái hơi người này nó bóp mà lỡ bóp chết đi đầu thì không biết làm sao nữa. Yeah. Mà cứ bệnh mạch miết cái đó, rồi ai cũng lo, cái không đi khốn đây, ở cây đi khốn vậy, mấy người cây bón ghe đi khốn thử coi hơn sao, rồi coi thâu bón cái đồ ăn cái mất tiêu nữa, nó thứ nghèo mà tổng, yeah. Mình bón thì mình coi như tiêu mà, yeah. Khổ lắm, à, tiền vô nhà cỏ như gió vô nhà trắng quá đó, yeah. Không tiêu. Nó mà nghe, yeah. Thầu nó ở quê cũng được lắm không nè, yeah. Cái đồ bắt đầu cái nghe nó ở trong này mà, yeah. Cái đồ mà ăn được, cái bớt ra ở thành phố á, yeah. Bớt ở trên nó với nhỏ Hòa Tông, yeah. Bò Nam, cái rồi bớt mới rồi được ít cái mình đành giận tao, mình yeah. Ở vùng quê khổ nào mà, yeah. Cái về gặp cho nó, về yeah. Đây thăm Hòa Tông, yeah. Cái gặp ẩm. Cái đồ dính vô, yeah. Dính vô cái bắt đầu lộn nhỏ, nhỏ chừng bo khớp đó, ở đó, yeah. Cái đã ra được hàng ăn hàng này thì có nam khóm là bỏ hơn, yeah. Cái đã hàng này ra cái nó vậy, yeah. Nó khổ cỡ giờ luôn cái con này, yeah. Nó nói được bốt mà hàng nó không bệnh vậy đó, thì nó buồn, yeah. Cái còn nó bệnh vậy bốt ông đến nóc đi cả, yeah. Mình đi đầu cái vật nó làm, nó bệnh thì nó nằm chỗ đã con tí phục đã con em nó nữa, yeah. Rồi nuôi hai đứa bước đi bước chạy, còn đứa phải nằm im, yeah. Rồi đi chăm cứu nó mới dậy á, cái không chăm cứu hầu giờ không ngồi được, yeah. Nó quẹo cái cổ ông bay cái tay trái à tay phải, yeah. Hai cái chân nữa, bây giờ cậu bây giờ có được đứa cháu nấu gớ, yeah. Khổ. Bố cơm móc còn thơm lại con nó vô phải nuôi thêm hơn người nữa đó bà. Như anh có gia đình rồi, bà xã đâu anh? Dạ, bà xã em ở ngoài quê Quảng Trị á. Dạ, có. Bà xã là quê Quảng Trị anh nè. Dạ. Dạ. Rồi mình cháu có cháu rồi cháu ở bên ngoài. Anh hậu á nó á. Rồi cháu giờ ở với mẹ hả anh hả? Dạ. 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 À, coi như là hết cái này là nó là bắt đầu hết cái dịch này á, yeah. Ở bữa nay cái hay là ái rồi có thuận lợi thì coi như người ta đưa về mình nuôi, yeah. Đó thì cháu mình thêm, yeah. Thêm một giờ, yeah. Thêm một miệng ăn nữa đó, hơn mình ăn giờ, yeah. Một mình bác lo, yeah. Thì coi như cũng vậy đó, yeah. Giờ sao giờ coi như trời kêu nói dọa đó thôi mình cũng đau buồn lắm, yeah. Nhưng mà cứ nghĩ mấy ổng đứa hàng ngày, yeah. Mà đi được mà thắng thôi, cái đầu mình nói lên thiệt của con xấu hổ lắm, yeah. Mà nói chúng nhiều người còn, yeah. Khổ thân mình nữa con này, yeah. Nên cái bớt lái cái lòng khổ đó mà bớt để mà ruộng để mà thắng để gia đình, yeah. Ừ, chồng con. Dạ thôi bọn con cũng tới đây thăm gia đình bác thì con cũng dạ, để... dạ cảm ơn con, dạ. Chú đó là, dạ. Nói vậy nếu như bọn con mà giúp đỡ được bớt rồi đưa cái hoàn cảnh khó khăn lên, dạ. Rồi để những người mà ta gì đó ta thương mình đó con nè, dạ. Rồi để giúp đỡ mình, dạ. Nhưng mà rồi mình nói lại chứ còn giờ biết ở đâu được con, yeah. Giờ thì coi như là mấy người đó là coi như là quan tâm tới mình thì mình còn cảm ơn thôi, yeah. Chứ còn mình không biết nói sao nữa, yeah. Ừ. Thì hôm nay con tới đây con cũng chúc gia đình bác sức khỏe nha, mình khỏe nha, rồi, yeah. Rồi bác cũng chúc là anh em mộng bay, yeah. Kể rồi để làm, yeah. Những công việc đi cũng có ích cho những người hoàn cảnh khó khăn đó con nè, dạ, dạ thôi hôm nay em tới đây em chúc anh sức khỏe nha, dạ, yeah. Yeah. Thôi con chào bác con ra đã, dạ 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 dạ. Thì hôm nay mình tới đây thăm gia đình của bác thì mình cũng xin kết thúc cái clip tại đây nha. Xin chúc tất cả các quý anh chị và các bạn có một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Xin chào mọi người nha.